Cách làm trứng nướng đơn giản và thơm ngon. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị cho mình: 6 quả trứng gà, 1 ít nước mắm, 1 thìa mật ong, muối, đường và tiêu. Bây giờ mình sẽ đập phần trứng gà ra. Mình sẽ dùng cái thìa, mình đập nhẹ lên phần đầu trứng, sau đó các bạn bóc vỏ ra. Sau đó mình sẽ lấy cái đũa, mình quấy quanh quả trứng cho lòng đỏ nó bể ra, để mình đổ ra cho nó dễ. Mình làm tiếp tục với các quả còn lại nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ ướp gia vị vào trứng. Mình cho 1 thìa muối, 1 thìa tiêu, mình dùng thìa nhỏ nha, 1 thìa đường. Và 1 thìa nước mắm. 1 thìa mật ong. Bây giờ ta sẽ đánh tan phần hỗn hợp này lên. Đánh cho thật đều tay và thật tan vào nha các bạn. Sau đó ta sẽ lọc phần trứng này nha. Mình sẽ lọc vào. Bây giờ mình sẽ rót phần trứng vào lại vỏ nha các bạn. Các bạn nên nhớ là mình không nên rót đầy nha. Mình chỉ rót 2/3 quả trứng thôi, để tí nữa mình hấp phần trứng nó không bị bể lên đó. Tí nữa mình hấp trứng nó sẽ có độ phồng các bạn, nó sẽ phồng và nó sẽ đầy quả trứng. Sau đó mình sẽ bỏ phần trứng này vào cái nồi mình hấp. Các bạn lưu ý là mình hấp cho cái nửa nó nhỏ thôi nha các bạn. Khi mà các bạn thấy có dấu hiệu trứng nó phồng lên rồi, các bạn mở nắp ra cho trứng nó xẹp lại, nó không bị lứt vỏ trứng ra. Và đây là phần trứng mình đã hấp này các bạn. Phần trứng nó vừa nồi lên vừa đủ quả trứng luôn. Và giờ mình sẽ bỏ lên nướng nha. Các bạn có thể nướng bằng bếp than, bếp ga. Mình đang nướng bằng bếp ga các bạn. Các bạn bỏ lên cái vị miếng các bạn nướng nha. Nướng cho trứng nó chín vàng lên. Quả trứng của mình đã vàng rồi, và test ra rồi các bạn này. Quả trứng nó vừa đầy luôn các bạn nha. Không bị lồi ra ngoài, nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn rất là vừa vặn. Mình đã gắp trứng ra dĩa. Bây giờ mình sẽ bóc ra cho các bạn nhìn thử cái nhân bên trong nhé. Chúc các bạn thành công.